quay xe khỏi tay điện thoại không? Khó chơi anh ta mở khóa chưa? Khó chơi không mở khóa chưa? Này. Hả? Để nó đi khỏi đấy. Giờ nào cũng chơi được hết. Ta lựa giờ thôi. Vừa chuyển 2 triệu xong. Làm thằng nào á? Thằng Phúc hay thằng Tị? Đâu mà nhanh vậy? Tao đánh cũng không nhanh thế đâu. Nó bảo gì Ngọc? Mình nhanh thế vậy? Đâu? Thôi khỏi ai đi. Mày có bấm vào xem chưa? Chưa. Thôi để đó đi. Chơi gì chơi đi. Kệ nó. Để nó đi khỏi đấy. Vừa sáng nay rút cho 2 triệu khoái khoái. Chưa về đánh máu. Cả ta lúc này chả có.
Cái gì? Ôi ôi thôi 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 thôi. Eo. Thôi 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 thôi, mày chơi gì mày chơi đi, đừng có đọc tin nhắn nữa. Nữa. Sợ quá. 5 triệu tính lãi là bao nhiêu ta? Ngày 5.000 à? Rồi tin nhắn nữa. Bượn thế nó mới máu. Ừ, bượn thế đời mới lẻ được 5 triệu ngày 5.000. Ngày đúng không? Ừ, đúng không? Ừ, chị đắp mẹ trước đi cũng được, lấy ông nặng sao? Ít nhập da đó ít mụn một không? Ừ. Thả chị cho bé bên giường bên kia luôn. Thôi chị xong cho sạch rồi để đó chờ em. Cũng nhờn luôn đi chị, là rác nữa nặng thôi. Thôi 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 thôi. Mày đòi được 300 ngàn tặng đài cho Lily. Chưa. Nó bảo đang kiếm, nó đang bán ạc gì mà bị lỗi gì đó, giờ phải trả lại tiền cho khách. Bữa thì bữa nó nói nó bị công an chặn, người ta mới cho nó mượn đấy chứ. Ủa là mày cho nó mượn là mượn cho công an đó hả? Ừ. Nó bảo 2-3 hôm nữa nó bắn. Làm gì đó làm gì? À, ấy. Trưa nay ăn nhiều quá lú. Thằng Tị lại nhắn gì nữa hả? Ban gì? Như thằng An này. Ừ, thằng An vô chả làm mướn mẹ gì hết. À, phó bí thư. Là bị gồng ghê chị. Nặng trên trán không đau, chứ nặng dưới đây chuẩn bị đau rồi đấy. Nãy về nãy giờ 3 triệu rồi đấy. Nãy giờ 3 triệu rồi đấy. Rồi, rồi.
Ngọc ơi, mày có đang sạc điện thoại tao không đấy? Ừ, thế thì tốt. Có nước chỗ cái giường kia kìa. Ừ, thế thì còn gì lại phun nước. Mua 11 luôn. Ủa mà thằng Thịnh nó học lớp 10 thật luôn hả? Khá đủ, ảo thật đấy. Uầy, đau rồi đấy.